Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Tiểu bang Queensland, Úc Châu thông qua luật đòi buộc các linh mục báo cáo hối nhân khi xưng tội lạm dụng tình dục. Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Đó là nội dung chính trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Tiểu bang Queensland, Úc Châu thông qua luật đòi buộc các linh mục báo cáo hối nhân khi xưng tội lạm dụng tình dục. Cơ quan lập pháp của tiểu bang Queensland, Úc Châu hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9 đã thông qua luật đòi buộc các linh mục phải báo cáo hành vi lạm dụng tình dục trẻ em khi giải tội. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt 3 năm tù. Luật đã được Quốc hội tiểu bang Queensland thông qua ngày 8 tháng 9 với sự ủng hộ của Đảng Tự do Quốc gia Đối lập của Queensland. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge, Brisbane, nói: "Yêu cầu báo cáo như vậy sẽ không tạo ra sự khác biệt cho sự an toàn của những trẻ vị thành niên, và dự luật dựa trên nói lên một kiến thức kém cỏi về bí tích hòa giải, ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế như thế nào." Tuần trước, các giám mục Úc đã cung cấp cho chính phủ liên bang những phản ánh của Tòa Thánh về 12 kiến nghị của Ủy ban Hoàng gia đề nghị vào năm 2017 về việc lạm dụng tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục của nước này. Trả lời khuyến nghị liên quan đến ấn tín tòa giải tội, Tòa Thánh nhắc lại tính bất khả xâm phạm của ấn tín tòa giải tội này và xác quyết rằng bí tích hòa giải không thể bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến. Ủy ban Hoàng gia phản ứng lại việc xưng tội về lạm dụng tình dục trẻ em, đề nghị cần phải làm sáng tỏ thông tin về việc lạm dụng tình dục trẻ em trong tòa giải tội không được che đậy vì ấn tòa giải tội. Nên, nếu một người xưng tội lạm dụng tình dục trẻ em, cha giải tội nên yêu cầu hối nhân tìm đến sự hướng dẫn ngoài tòa hay thuyết phục họ tự trình báo với chính quyền. Ủy ban Hoàng gia đã mở một cuộc điều tra kéo dài 5 năm và đã kết thúc vào năm 2017 với hơn 100 khuyến nghị. Ông Mark Ryan, Bộ trưởng Cảnh sát Queensland và là thành viên của Đảng Lao động Úc nói rằng yêu cầu nghĩa vụ luân lý đòi buộc phải báo cáo các hành vi lạm dụng đối với trẻ em áp dụng cho tất cả mọi người trong cộng đồng và không có một nhóm hoặc nghề nghiệp nào được loại trừ. Ông Stephen Andrew, một nghị viên duy nhất của đảng One Nation của bà Pauline Hanson cho rằng dự luật thực sự gây nguy hiểm, làm mất lòng tin của công chúng và sự đoàn kết trong cộng đồng của chúng ta. Ông tự hỏi, người dân Queensland còn có thể tự tin khi họ sống trong một môi trường tự do và dân chủ cởi mở, được quản lý bởi nhà nước pháp quyền, nơi chính quyền bắt tù chính vị giám mục của mình hay không? Đức Tổng giám mục Coleridge cũng cho hay, luật này sẽ khiến các linh mục trở thành người không dám dấn thân cho Chúa, cho bằng là đại diện của chính quyền. Và Ngài tự hỏi, còn đâu quyền tự do tôn giáo? Các tiểu bang Victoria, Tasmania, Nam Úc và lãnh thổ thủ đô cũng đã thông qua luật buộc các linh mục phải tố cáo kẻ xưng tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nghĩa là vi phạm tới ấn tín tòa giải tội, trong khi tiểu bang New South Wales và Tây Úc chưa đụng tới ấn tín tòa giải tội này. Tổng trưởng lý của chính phủ liên bang và các tiểu bang của Úc đã đồng ý vào tháng 11 năm 2019 đòi buộc các linh mục phải báo cáo tội vi phạm tính dục khi hối nhân xưng tội, nghĩa là vi phạm tới ấn tín tòa giải tội. Các linh mục không còn đặc quyền vì ấn tín tòa giải tội mà không tố giác kẻ phạm tội. Những ai vi phạm sẽ bị pháp luật truy tố. Đức Tổng giám mục Coleridge Brisbane đã xác nhận ngày 4 tháng 9 rằng các giám mục Úc Châu ủng hộ các cuộc đối thoại công khai về các chính sách thực tiễn để đảm bảo rằng trẻ em và những người gặp rủi ro phải được đảm bảo an toàn trong cộng đồng của chúng ta. Tòa Thánh đã xác quyết với các giám mục Úc Châu vào đầu năm nay rằng ấn tín của tòa giải tội là bất khả xâm phạm và không thể tiết lộ các tội đã được nghe trong tòa của các hối nhân. Tòa Thánh nói thêm, đây là giáo huấn đặc biệt và truyền thống của giáo hội về tính bất khả xâm phạm của ấn tín bí tích, là một cái gì đó thuộc bản chất của bí tích
và do luật Thiên Chúa đặt ra. Tòa Thánh nói thêm rằng, linh mục giải tội có thể và trong một số trường hợp nên khuyên hối nhân trao đổi, bàn bạc ngoài tòa giải tội hoặc khuyên họ nên tự thú trước pháp luật. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh rằng, tòa giải tội cung cấp một cơ hội, có lẽ là cơ hội duy nhất, để những người đã lạm dụng tính dục xưng thú tội lỗi. Trong thời điểm đó, cha giải tội có thể giảng giải và khuyên nhủ hối nhân, thúc giục họ ăn năn, sửa đổi đời sống và sống trong chân lý. Cho nên, liệu việc đòi buộc các linh mục tố cáo những hối nhân xưng tội lạm dụng tình dục trẻ em, thì còn có hối nhân nào dám đến tòa hòa giải nữa hay không? Như thế, chúng ta đã đánh mất đi một cơ hội quý báu để hối nhân hối lỗi và làm lại cuộc sống. Tưởng cũng nên nói thêm rằng, điều tối quan trọng là các chương trình đào tạo các linh mục về bí tích giải tội cần bao gồm một khóa học về giáo luật, bao gồm những hướng dẫn của tông tòa sám hối, cùng các ca thực tế để hướng dẫn các linh mục liên quan đến các vấn đề khúc mắc và các tình huống có thể phát sinh khi ngồi tòa giải tội. Những điều này bao gồm các nguyên tắc đối thoại và các lời khuyên dành cho các hối nhân phạm tội lạm dụng trẻ vị thành niên, những người yếu kém dễ bị lạm dụng và cả những người bị lạm dụng nữa. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Các đức giám mục Bồ Đào Nha đã quy tụ cuộc họp đầu tiên, quy tụ một nhóm sinh hoạt trực tuyến để tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon được triệu tập vào thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020, đánh dấu một sự khởi đầu của một năm mục vụ mới. Theo Đức Tổng giám mục Americo Aguia, giám mục phụ tá của Lisbon và là chủ tịch của ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon năm 2023, cho hay, Đức Thánh Cha Francisco đã âm thầm theo dõi việc chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Thế Giới này với một niềm phấn khích. Thứ Tư tuần trước ngày 2 tháng 9, Đức Tổng giám mục Aguia đã tham gia buổi triều yết đầu tiên của Đức Thánh Cha có sự tham dự của khách hành hương sau một thời gian dài bị gián đoạn vì đại dịch coronavirus. Đức Thánh Cha rất vui mừng, nhưng Ngài cũng bình thản. Đức Tổng giám mục Aguia nhận xét, Đức Thánh Cha nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Đức Tổng giám mục nói thêm, Đức Thánh Cha cũng yêu cầu chúng ta đừng quên chiều kích hoạt động cùng nhau và liên đới với nhau. Tinh thần đoàn kết, Chủ tịch của Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon năm 2023 giải thích rằng, việc tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 nhấn mạnh ưu tiên đến tình đoàn kết. Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2022 nhưng đã bị hoãn lại một năm do tình trạng khủng hoảng của cơn đại dịch Covid-19. Việc trao các biểu tượng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới gồm Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ cho giới trẻ Bồ Đào Nha cũng bị hoãn lại. Bàn giao Thánh Giá và biểu tượng Đức Mẹ. Việc bàn giao này thường được tổ chức vào Chủ nhật lễ lá, Ngày Giới Trẻ của Giáo Phận, một phái đoàn gồm những người trẻ từ quốc gia đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần cuối, sẽ trao hai biểu tượng này cho các bạn trẻ của quốc gia đăng cai tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần chót được tổ chức ở Panama vào năm 2019, chính thức sẽ trao Thánh Giá và Ảnh Đức Mẹ cho các bạn trẻ Bồ Đào Nha vào lễ lá năm nay, nhưng vì đại dịch nên đã hoãn lại việc bàn giao này. Tinh thần của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Hiện tại, lễ bàn giao được dự kiến sẽ được bàn giao vào ngày 22 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Aguia nhấn mạnh rằng mọi sự phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, vì sức khỏe và tính mạng của những người tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới là ưu tiên. Đức Tổng giám mục Aguia bày tỏ hy vọng rằng sự kiện ở Lisbon thực sự phù hợp với lối sống, cách cảm nhận và ngôn ngữ của giới trẻ để họ có thể thực hiện được những vai trò chính yếu và đích thực của họ trong biến cố quan trọng này.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.